Mọi người ơi, hiện tại Julie đang đứng trước một căn nhà chuẩn bị list lên market 1992 Barcelona Dunedin. Căn nhà 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, full bath luôn nha, diện tích là 2.700 square feet và điểm đặc biệt đó là cái lot size rất là bự, những 34.000 square feet luôn. Cho nên là cô chú và anh chị nào muốn mua một cái căn nhà mà trần nhà cao, thật free door ceiling, có diện tích rộng và lot size rộng để trồng cây cối, và cái căn nhà này nằm ở cái khu vực khá là an toàn, cách Clearwater chỉ khoảng cỡ 15-20 phút chạy xe, và từ đây ra bãi biển Honeymoon Island rất là gần, chỉ có 10 phút thôi. Nó nằm ở trong khu vực Spanish Manor, highly desirable. Thì để Julie sẽ show cho cô chú và mọi người phía bên trong căn nhà nó đẹp và thoáng như thế nào ha. Let's go. Hiện tại Julie đang ở trong phòng master bedroom. Trong phòng này diện tích khá là rộng, như cô chú và anh chị thấy là có một cái phòng, cái giường ngủ king size ở đây, nhưng mà phòng cũng vẫn còn rất là nhiều diện tích. Đồng thời có thêm một cái bonus office ở phía bên sau lưng Julie đây, và có một cái cửa để access ra phía ngoài cái patio ở phía sau, mà có một cái view in grill luôn nha mọi người, rất là đẹp luôn. Từ phòng master bedroom bước qua bên đây là phòng master bathroom, có hai cái walk-in closet for him and her. Thì đây là cái phòng tắm của căn nhà. Phòng master thì có một cái double sink granite countertop ở khu vực này, và đồng thời có một cái bathtub ở ngay đây. Cũng có một cái standing shower right next to the bathtub luôn nha mọi người. Khá là rộng rãi và nhiều space. Từ cửa chính bước ra và phòng master bedroom bước ra thì đây sẽ là khu vực family area, và đồng thời có một cái formal dining area ở phía ngay bên tay trái cửa chính khi cô chú và anh chị bước vào từ double door phía trước. Living area khá là rộng rãi và sáng sủa, và có cái access sliding door từ phía living area đi ra phía đằng sau cái căn nhà Three Seasons ở phía sau. Bước vô đây là kitchen của căn nhà, rất là thuận tiện luôn ha cô chú và anh chị. Mọi người có thấy là có một cái hút ở ngay chính giữa cái bếp này không? Thành ra là khi mà mọi người nấu ăn thì không cần phải lo là bị mùi hôi ở trong nhà nữa ha. Từ bếp bước sang thì sẽ là một cái phòng huge family area, và cô chú và anh chị có thể overlook from the kitchen ra phía đằng này và nhìn ra phía đằng sau vườn luôn. Khá là rộng rãi, sáng sủa, và đồng thời có một cái fireplace ngay đây luôn ha. Hiện tại Julie đang đứng ở cái Three Season Room ở phía đằng sau căn nhà, có được built-in một cái hood phía ngoài này và built-in grill và granite countertop luôn nha mọi người. Khá là thoáng và rộng rãi, đủ sức để cho chứa một cái party mười mấy, hai chục người ở khu vực này luôn. Rất là nhiều entertainment space cho cô chú và anh chị. Từ khu vực bếp bước qua phía bên tay phải là sẽ có hai cái phòng ngủ very good size luôn nha mọi người. Cũng như là cô chú anh chị thấy, miếng đất ở phía đằng sau bên hông này khá là rộng ha. Chủ nhà họ đã trồng sẵn tất cả các loại cây ăn trái hay là những loại cây rau nhiệt đới của Việt Nam mình, ví dụ như là cây khế này, đu đủ này, và rất là nhiều những loại thứ loại cây ăn trái khác ha. Quý vị cũng thấy là phía đằng sau đất khá là rộng, có nguyên một cái vùng đất ở chỗ khu vực này, nếu mà cô chú và anh chị muốn phát triển ở đây làm một cái hồ hay là làm một cái bỏ thêm đất để bồi lên làm một cái khu vườn phía sau thì cũng còn rất là nhiều option ha. Phía đằng sau của căn nhà có một cái hồ cá koi đã họ đã build sẵn nha mọi người. Không những vậy, ở phía bên hông nhà này cũng còn khá là nhiều đất nếu mà cô chú và anh chị muốn trồng trọt ở bên hông này luôn nha. Căn nhà này diện tích đất phải gọi là quá tuyệt vời luôn.